Chào mọi người, phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam vẫn hết sức sôi động với Xpander mới, Toyota Veloz hay Suzuki XL7. Và cuộc chơi này sẽ còn hay hơn khi nhiều khả năng Kia Carens cũng sẽ tham chiến cuối năm nay. Tuy nhiên, video này chúng ta cứ xem kỹ Hyundai Stegizer, mẫu MPV phổ thông mới nhất của hãng xe Hàn Quốc cũng có thể về Việt Nam. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube AutoPro. Trước tiên, Stegizer cũng thừa hưởng nhiều yếu tố giống với Carens, cũng dễ hiểu thôi vì đây là anh em cùng nhà. Chính vì thế, nền tảng khung gầm là giống nhau và kích thước dài, rộng cao cụ thể của mẫu xe này là 4460, 1780, 1695mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2780mm. Nhìn chung, kiểu dáng của dòng MPV này thì vẫn vậy, vẫn một kiểu như thế, nhưng thiết kế của Stegizer vẫn khá lạ. Cùng xem kỹ hơn nhé! Phần đầu xe trước tiên nổi bật với dải đèn LED kéo dài phía trên, cũng là một điểm nhấn đặc trưng. Còn cụm đèn chiều sáng thì lại đặt thấp đúng như kiểu Mitsubishi Xpander. Thế nhưng, Xpander mới đã sử dụng đèn LED bi cầu hết rồi, trong khi về chiếc Stegizer ở đây vẫn sẽ sử dụng LED phản xạ, cũng giống kiểu Veloz, nên về lý thuyết sẽ hạn chế khả năng gom sáng hơn. Phía trên là xi nhan halogen và đèn sương mù cũng vậy. Bao quanh cụm đèn là dải nhựa. Nếu như là chrome thì cũng giống với Xpander phết nhở. Lưới tản nhiệt sơn đen đặt thấp, phía trước cũng chưa có cảm biến. Điểm này thì Veloz nhìn hơn tất thảy. Bộ mâm theo xe cũng chỉ có kích thước 16 inch, trong khi Xpander đã được trang bị mâm 17 inch trên phiên bản mới. Nào nốt cụm đèn hậu, cũng vẫn theo phong cách cắt xẻ giống với phần thân xe hay những người anh em khác. Bù lại là dải LED mảnh kéo dài cũng ấn tượng vào buổi tối. Phần cản dưới thì Stegizer lại trang bị 3 cảm biến chứ không phải 4 hay 2. Còn dung tích cốp chứa đồ khi gập hàng ghế cuối hay mở lên thì cũng như các đối thủ. Mẫu xe này có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi mọi người nhé. Ngồi thử hàng ghế thứ 3 luôn, cách bước vào thì giống như Xpander bằng cách gập hàng ghế thứ 2. Độ ngả nhìn cũng được, da ghế cũng ổn áp phết nhở. Khoảng trống đầu dường như khá dư giả, trông cũng thoáng, thêm cổng tàu ở hàng ghế này. Khoảng trống đầu gối thì đây, nếu chưa dịch chuyển ghế thứ 2. Nhìn tiếp luôn hàng ghế thứ 2 nhé. Đấy, cũng rộng rãi, ngồi thoáng hẳn nhở. Nhìn khoảng trống đầu, có thể dịch chuyển ghế lên để nhường thêm không gian cho hàng ghế cuối. Ngả sâu nhất thì như này, và đây là điểm khác hơn so với các đối thủ. Một chiếc bàn ăn nhựa tích hợp, hai cổng USB và bệ tì tay thì đây. Nhưng Xpander mới đã tích hợp thêm hai chỗ để cốc tại tựa tay này rồi. Cửa gió điều hòa thì y như kiểu của Xpander hay XL7. Rồi, tới với hàng ghế phía trước. Chúng ta sẽ có cụm đồng hồ táp lô mà theo mình thấy thì hơi dày và nhiều nhựa nhở. Đồng hồ sau vô lăng sẽ có một màn LCD 4,2 inch ở chính giữa, trong khi các thông số như tốc độ, vòng tua kiểu điện tử và cũng tích hợp áp suất lốp sẵn. Nào, sang màn hình giải trí trung tâm, vừa cảm ứng vừa có phím cơ, kích thước 8 inch. Một hộp nhỏ phía trên mở ra cũng đủ để bạn để tài liệu, giấy tờ hay điện thoại vào nhở. Phía dưới lại có một ngăn chứa đồ và đèn nền. Phía bên phải cũng có hốc chứa đồ, có sạc không dây. Vô lăng kiểu mới nhưng mà nhìn cột A là hơi lớn. Trên vô lăng có đầy đủ phím bấm mà thậm chí có cả hỗ trợ giữ làn chủ động như các bạn thấy. Vô lăng bọc da, đem viên nội thất xung quanh hay ngay cả hốc để đồ. Điều hòa vẫn là loại một vùng và nút điều chỉnh cũng giống như Xpander mới. Cần số chữ T, chế độ lái, ngắt động cơ tạm thời, nhưng phanh vẫn là phanh cơ. Cái này thì không thẩm mỹ bằng Xpander hay Veloz. Về hệ thống an toàn, Stegizer trước mắt nhỉnh hơn Xpander với 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, có hệ thống an toàn chủ động Smart Sense, nhưng cũng sẽ giống kiểu Safety Sense trên Veloz, nghĩa là sử dụng mắt đọc sau gương thôi chứ không có radar phía trước. Ngoài ra, mẫu xe này cũng chưa có camera 360 độ như Veloz top. Còn về động cơ, Stegizer sử dụng máy 1.5 lít như Creta, cho công suất cực đại đạt 114 mã lực, 143 Nm mô men xoắn, hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT. Mức giá khởi điểm cho mẫu xe này quy đổi khoảng 380 triệu đồng và 480 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Vậy đó, các bạn thấy Hyundai Stegizer thế nào? Có mong chờ mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like nếu thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!